Nào, chào mừng các bạn đã đến với Lisa Tarot. Hôm nay, đệ sẽ xem coi tuần mới của các bạn như thế nào nha. Ở đây có 3 tụ. Tụ 1 là trà sữa, tụ 2 là nước suối, tụ 3 là nước dừa. Các bạn hãy dùng trực giác của mình, hít sâu 3 hơi, chọn tụ ưa thích. Mà thôi, khỏi hít mệt quá, vô luôn nè. Tụ 1, tính cách dễ thương, thức khuya dậy muộn nên thường hay quên. Tuần tới sẽ khá chông chênh, gia đình tình cảm cộng thêm hết tiền. Muốn thay đổi mọi ưu phiền, sống cho khoa học là ok liền nghe không? Tụ 2, tính cách ôn hòa, thường hay chịu thiệt nên là thiệt thân. Tuần tới gặp chuyện phân vân thì nên lên tiếng để tinh thần ok. Ráng tìm ra thứ đam mê, tập trung vào nó dễ bề tiến thân. Tụ 3, sống thoáng vô tư, nhiều tin may mắn đến từ phương xa. Nhưng đừng ruột để ngoài da, không may bị hại thế là mất duyên. Tình cảm dẫu có chuân chuyên, cũng đừng lo lắng, ưu phiền sẽ qua. Kết thúc Tarot Lisa, hẹn ngày tái nạn nếu mà có duyên.